Ngày 27 tháng 6, huyện Lang Chánh tổ chức hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ năm 2024. Hội thao thu hút 160 vận động viên là cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ đến từ 10 xã thị trấn và các đơn vị tự vệ trên địa bàn huyện. Các vận động viên tham gia thi đấu 3 môn quân sự phối hợp gồm bắn súng tiểu liên AK-1 dân quân tự vệ, ném lựu đạn xa đúng hướng, chạy vũ trang 3.000m đối với nam, 1.500m đối với nữ, bắn súng quân dụng và bơi vũ trang. Hội thao được tổ chức nhằm đánh giá kết quả huấn luyện, rèn luyện các môn thể thao quân sự của lực lượng dân quân các xã, thị trấn và các đơn vị tự vệ trên địa bàn huyện. Qua đó, nâng cao trình độ quản lý tổ chức huấn luyện, luyện tập thể dục thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe cho chiến sĩ lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới. Kết thúc hội thao, ban tổ chức sẽ tuyển chọn các tập thể cá nhân có thành tích cao, thành lập đội tuyển của huyện, tổ chức huấn luyện nâng cao để tham gia hội thao cấp tỉnh, quân khu năm 2024.